ngoài thiếu nước ngọt, khó khăn nhất trong việc trồng rau xanh ở quần đảo Trường Sa chính là hơi mặn và gió biển ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của các loại rau. Đặc biệt, thổ nhưỡng ở đây chủ yếu là cát mặn, san hô nên đất trồng rau hầu như phải vận chuyển ra từ đất liền. Cái khó ló cái khôn, cán bộ chiến sĩ ở đây đã tận dụng các loại lá cây khô như cây phong ba, cây bão táp để ủ mục, tạo thành nguồn phân hữu cơ tự nhiên bón cho cây. Chúng tôi cắt cử một đồng chí và chuyên chăm sóc vào mỗi buổi sáng là làm phủ bớt cái độ nhiễm mặn của cây. Còn các buổi chiều thì chúng tôi sẽ cắt cử các bộ phận thường xuyên nhặt lá cây khô như lá phong ba và cây báo táp thì chúng tôi ủ và rải dưới các gốc cây để tăng cái độ che phủ và giảm cái độ nhiễm mặn cũng như là cái độ xói mòn. Về trong cái điều kiện nền đất san hô, nếu có mưa xuống, chúng ta không tăng thêm cái độ che phủ thì cây sẽ rất bị dễ bị trơ rễ. Ở các đảo chìm như đảo Đá Đông, việc trồng rau khó khăn gấp nhiều lần, không có nhiều đất để trồng rau. Các cán bộ chiến sĩ ở đây đã thường xuyên theo dõi, nắm bắt được diễn biến của thời tiết, khí hậu, rồi cắt cử người che chắn vườn rau theo đúng hướng gió, thậm chí từng ngày theo từng cơn gió để rau xanh luôn được tươi tốt. Rau xanh ở trên đảo này thì nó khác biệt với lại trồng rau ở trong đất liền, rất là khó khăn. Nước muối mặn lên thì ảnh hưởng đến rau, chúng tôi phải che chắn. Gió chịu mùa nào chúng tôi phải xoay mùa đấy thì mới có rau để tăng ra, phục vụ và nâng cao chất lượng bữa ăn cho đơn vị, cho bộ đội. Để đảm bảo nguồn nước ngọt tưới cây, trên các đảo đã xây dựng các bể chứa hay lắp đặt các bồn chứa nước lớn. Các bể này được dùng để chứa nước mưa, tận dụng tưới cho cây vào mùa khô. Ngoài ra, để có được những vườn rau xanh tốt, các cán bộ chiến sĩ ở đây cũng tính toán trồng các loại rau theo mùa vụ hay có cách làm sáng tạo để hạn chế các loại côn trùng gây hại. Các cái bể chứa nước và cũng đã được xây dựng và được bố trí ở các cái vị trí thuận lợi, thích hợp để thuận tiện nhất cho quá trình tăng gia sản xuất. Tăng gia ở trên đảo chúng tôi trồng thì là đa dạng các loại rau, đấy, xen canh gối vụ hợp với từng thời điểm thời tiết. Có các cái nhà vòm này thì tránh được nước mặn, rau nó phát triển tốt hơn. Từ nghiên cứu trồng trong chậu composite đến phân bón, chế phẩm sinh học và hệ thống tưới tiêu, cho nên ở các điểm đảo hiện nay cơ bản đã đáp ứng được việc tăng gia của bộ đội. Màu xanh tươi mát của mồng tơi, rau muống, cải xanh đã góp phần cải thiện bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ, góp phần tăng cường sức khỏe cho chiến sĩ vững chắc tay súng, bảo vệ vùng trời, vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.